Dạ đồ này cũng là đồ mặc mặc nhưng mà mang ở đây chỗ đó hết chỗ nên phải mang ở đây. Cái giường này là ngày xưa là của con hay là của ngoại? Dạ là của con với ngoại với em con nằm đây nè, lấy giường này nằm nhưng giờ nó hư nên để đây rồi. Rửa xíu cá, chứ lâu lâu mới ăn thịt bữa. Không ăn thịt thường. Ít ăn thịt lắm. Nhiều khi mấy đứa nó cũng thèm, nó gọi em mua thịt ăn. Nó thật kệ, có gì ăn lấy lại mua gì, có ăn lấy con đừng có đòi hỏi. Ví dụ này có khả năng thì lại mua, còn không có khả năng thì thôi, con đừng có hỏi lại buồn lắm. Nó đang bị sụp rồi nè. Hồi trước thì con ngủ chỗ nào? Chỉ lúc mà ở nhà con ngủ đây nè. Con ngủ tại chỗ này luôn nữa hả? Rồi những lúc mà nhà của mình á lá nó mì mục hết á, có khi nào mà ngủ mưa nó dột dữ không? Có. Con có thể kể lại cho chú nghe được không? Dạ cái đó lâu rồi con không nhớ. Lúc dột sao? Lúc dột thì nó dột nó cũng tạt chưa. Thì phải lấy cái miếng để mình che qua thôi. Miếng cao su che qua. Có khi nào mưa nguyên đêm rồi ngủ không được luôn không? Dạ có. Có hả? Nằm đây mà nó tạt vô không ngủ được, ướt nhẹp à. À, ướt mình luôn hả? Dạ. À, có chỗ nào khô ráo không hay là tạt hết luôn? Dạ có nhiều chỗ khô nhưng mà mấy chỗ đó nằm không có được. Nằm không có được. Dạ. Con ước là có một ngôi nhà với một cái nhà vệ sinh để tắm rửa đi vệ sinh nữa. Mấy ngày nay mưa là có đi tắm có bị mắc mưa không? Dạ cũng có nữa. Vừa tắm có khi nào vừa tắm rồi hoặc là vừa đi vệ sinh thì mưa dữ không? Dạ cũng có. Mẹ chậm chạp và đá bóng không tốt nên chưa đội nào muốn nhận cậu. Gấu à, cậu làm cầu thủ dự bị nhé. Hỷ nói gấu con hơi buồn nhưng cũng đồng ý trong khi chờ được vào sân. Gấu đi nhặt bóng cho các bạn gấu con. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Lại một cái hành trình hơn 100 km nữa lại trở về đây sau khi hoàn thành nhà của chị Dứa xong. Thì sở dĩ hôm nay Bùi Hồ có mặt tại đây cùng với anh Hợp thì khảo sát để có thể là hỗ trợ một cái ngôi nhà mới cho hoàn cảnh của bà cụ cùng với lại hai người cháu mà khi ở trong đoạn video clip trước đây Bùi Hồ có chia sẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của quý mạnh thường quân cũng như cô bác của anh chị. Anh Hợp ơi, cái cảm giác hôm nay lại đi xa về một cái tỉnh khác nữa thì anh như thế nào? Vui vui có gì đâu. Bản thân của anh là một người người thầu xây nhà thôi thì anh cảm nhận về cái hoàn cảnh của bà cụ thì như thế nào anh Hợp? Ông thấy hoàn cảnh của bà cụ rất đáng thương với mấy đứa cháu. Nói chung ra là nhà cũng ở đậu, với hai nữa là vệ sinh bọng gì không có chỗ để đi. Thực hiện cái đoạn quay hình như thế này á thì anh Hợp cũng đã bước ra sao thì khi mà anh nhìn nhận thực tế và qua màn ảnh thì anh thấy sao? Không nền bọng thì cũng được đẹp nền đẹp. Dạ. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Hợp có mặt ở tại chỗ này để cho anh khảo sát mặt bằng cũng như là anh ra một cái dự toán để có thể hỗ trợ cho bà cụ có một cái nơi vệ sinh nó kín đáo hơn, an toàn hơn và một ngôi nhà che mưa che nắng đúng nghĩa hả cô bác quý anh chị. Còn bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ. Cái phần nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt với lại gạo hả anh Tâm ha. Cái hoàn cảnh của bà cụ thì được anh Tâm ở đây á, giới thiệu nói hoàn cảnh của bà rất khó khăn. Anh có thể chia sẻ một cái câu chuyện về gạo mỗi tháng là như thế nào hả anh Tâm ha? Cái phần quà này là của dì dân bên Mỹ á. Dạ. Là thấy hoàn cảnh của cô này khó khăn cũng hỗ trợ cho phần quà nó gạo với phần tức tương cho ăn à. Thông tin với anh Tâm nè, khi được anh Tâm giới thiệu như vậy đó thì sau khi đoạn clip đăng lên á thì cũng có nhiều quý mạnh thường quân quan tâm. Thì thời gian tới nếu như các nhà được đó thì các anh thợ đây là anh thợ sẽ ở tại chỗ này. Thì anh có thể hỗ trợ cho các anh thợ về cái việc mà kêu vật tư đồ không? Được. Cái phần đó là được ha. Được. Hãy tôi hỗ trợ phần đó kêu giùm cho. Dạ hỗ trợ cái phần vật tư vật liệu xây dựng đồ ở đây đó thì để kênh này có thể liên hệ dễ hơn. Rồi chỗ ăn chỗ ở dưới này nữa. Rồi. Để tôi hỗ trợ phần đó cho. Dạ, anh Tâm thì rất là nhiệt tình cô bác quý anh chị và anh sẽ hỗ trợ cho các anh thợ coi như là
tìm kiếm giùm cái chỗ ở nè, rồi với lại cái chỗ mà gọi vật tư nó uy tín an tâm ha. Rồi. Còn bây giờ mình sẽ vô trong an tâm. Dạ. Rồi con chào gia đình mình nha bà. Dạ chào chú. Dạ, hôm nay thì con quay lại á gặp gia đình mình buổi sáng như thế này. Dạ. Rồi bà đi bán hết vé số chưa? Dạ còn. Còn bao nhiêu tờ? Dạ còn ở 80 mấy tờ. Ô sao nhiều vậy? Dạ, bữa nay nó lại hai bữa nay bệnh nó sốt rồi không biết bán gì ăn. Xích vô đây cho nó mát tí đi bà. Vô đây đi. Còn 80 mấy tờ. Dạ. Nay bán nhiêu tờ mà còn tới 80 mấy tờ vậy? 132 tờ. 132 tờ. Chút xíu con mua cho ủng hộ cho ít. Dạ. Dạ còn 80 mấy tờ đặng. Rồi mấy ngày nay mưa gió thì sao? Dạ, cũng đi bán bình thường. Cũng đi bán bình thường. Dạ. Cái việc của mình đi vệ sinh thì sao bà? Dạ, đi, cũng đi bằng bọc. Cũng đi bằng bọc. Dạ. Ý con nói là mưa gió quá tắm rửa vệ sinh thì mưa con thấy là mưa quá trời luôn á. Thì tắm thì cũng ví dụ như mưa lỡ đang tắm, tắm mưa xong rồi vô nhà thay đồ. Vô nhà thay đồ. Tắm gì tắm mưa là sao? Là ví dụ mình đang tắm mà mình mắc mưa á, nó không có kính á. Mắc mưa rồi vô nhà mình thay đồ. Dạ. Cũng đi bằng bọc, bà cụ nói nghe 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 buồn ghê á. Sao bà muốn khóc nữa rồi? Buồn. Bà có biết hổm gài là gia đình mình được chia sẻ lên mạng về cái cuộc sống của mình không? Cũng ít có coi lắm, rồi đi bán suốt à. Không có thời gian coi. Con tên gì? Con chưa gặp bạn này nè. Con tên gì? Con giới thiệu tên cho con Nguyễn gì? Con tên gì? Nguyễn Quốc Tường. Quốc Tường là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 14. Con có được đi học không Tường? Dạ không. Không. Dạ. Hồi đó giờ không được đi học hay là đi học rồi nghỉ? Dạ không, không có. Không có được đi học luôn. Rồi hôm trước là chú ghé nhà mà không có gặp con là con đi đâu? Dạ, con đi mò cá bắt ốc giống. Mò cá bắt ốc? Dạ với mẹ. Được nhiêu tiền? Dạ con đem về đem ăn không à. Ăn không hả? Dạ. À bắt ốc đem cho ngoại để làm gì? Kho sả ăn. Kho sả ăn? Ngày nào con cũng đi hay sao? Dạ nào có đồ ăn thì hỏi, còn không có thì con đi. Không có thì con đi ha. À ngày hôm nay là có đi không? Dạ không. Ừ. Ngày hôm nay gia đình mình ăn cơm gì á? Dạ trứng. Ăn cơm với trứng. Trứng làm gì? Trứng chiên. Trứng chiên. Ai làm? Ai làm? Dạ con với mẹ. À Tiết đúng không? Dạ. Con với Tiết làm. Tiết biết nấu ăn hả? Dạ. À sáng nay là chỉ ăn với trứng thôi. Dạ. Không có tiền để mua đồ ăn hay sao Tiết? Tiết ơi. Dạ. Không có tiền để mua đồ ăn hay sao? Dạ, có thì ăn, không có thì mò cua bắt ốc. Dạ. Mỗi một ngày là chi phí sinh hoạt tiền của mình là bao nhiêu tiền hả bà ha? Dạ, thì sáng thì lại mua 20 ngàn đậu hũ đó, nên là phả rồi kho, kho ăn buổi sáng. Ừ. Có khi thì đều cũng mua 2-3 con cá hoặc nửa ký cá, chứ lâu lâu mới ăn thịt bữa. Không ăn thịt thường, ít ăn thịt lắm. Nhiều khi mấy đứa nó cũng thèm, nó gọi em mua thịt ăn. Nó thật kệ, có gì ăn lấy lại mua gì, có ăn lấy con đình nó đòi hỏi. Ví dụ là có khả năng thì lại mua, còn có khả năng thì thôi, con đình nó hỏi lại buồn lắm. Con đình nó hỏi, có gì lại mua gì thì có ăn cái đó đi. Thì bữa nay mua tàu hủ về kho sả. Xích qua đây nè Tần, coi đứng qua đây nè. Nay mua tàu hủ về kho sả, sáng thì ăn hộp vịt. Dạ. Rồi sáng bà ăn gì để mà bà đi bán? Dạ không có ăn gì hết á. Ăn gà luôn, không có ăn cái gì hết. Ngày mấy ngày nay mưa là bán số có bị ế không? Có bữa mà trời mưa sấm sét, bữa đó ôm 21 tờ. Không có tiền, rồi mới mượn của người ta, mà cũng trả rồi. Trả rồi xong hết rồi. Còn mấy ngày rồi là không có. Bán hết, ráng bán sẽ hết luôn. Cứ bán cứ đòn là đập tới, đập lui, đập lên, đập xuống vậy đó. Bán thì đập hết thì về. Dạ. Mỗi lần nhắc đến cái chuyện nhà của mình là bà khóc à? Đúng chứ, cũng thân. Mình cũng làm với người ta mà mình không đủ nuôi con mình, không đủ nuôi cháu mình, nó cũng buồn. Ăn thì cũng không bằng người ta.
Tiết con có muốn được đi học lại không? Ngày trước là con học lớp mấy con nghỉ? Không học luôn. Bây giờ thì cũng đã 10 tuổi đúng không? Mười mấy tuổi đúng không? 12 tuổi. Con chỉ có Tuyền là bây giờ được đi học thôi. Ủa sao hôm nay con nghỉ Tuyền? Xích vô, xích vô Tường. Con học buổi sáng mà con mới về. Con học buổi sáng rồi con mới về ha. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Để đâu nó đứng hoài, ngồi xuống đi bà. Vậy ra ngồi này ngồi tâm sự nè. Tại ngôi nhà nó bị gọi là như thế này nè cô bác anh chị. Tường ở đây. Tường lại đây nè. Mấy ngày là Tường mới đi mua ốc một lần. Ngồi đây. Cơ dép ngồi đi. Mấy ngày là mới đi mua ốc một lần. Dạ, vậy hả? Không có bán? Dạ không. Chỉ để cho ngoài kho xả đồ ăn thôi. Dạ. Mò tay không hả? Ừ. Con đi xa không? Đi về nhà với cháu. Cũng... Dạ. Không xa lắm. À. Con đi khoảng mấy tiếng con mới về? Đó, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Ừ. Thấy mấy bạn được đi học mà bản thân của con thì lại đi mò ốc á. Để mà đưa về cho ngoài để nấu ăn thì thấy buồn dữ không? Không. Vì sao? Dạ, con không biết nói gì. Con không biết nói gì hết hả? Có ước muốn gì không Tường? Dạ, không. Ngày trước là nhà mình là ngôi nhà này đúng không? Dạ. Ngôi nhà bây giờ nó đang bị sập rồi nè. Hồi trước thì con ngủ chỗ nào? Trước lúc mà ở nhà con. À. Ngủ đây nè. Con ngủ tại chỗ này luôn nữa hả? Dạ. Rồi những lúc mà nhà của mình á lá nó bị mục hết á, có khi nào mà ngủ mưa nó dột dữ không? Có. Con có thể kể lại cho chú nghe được không? Dạ cái đó lâu rồi con không nhớ. Ừ. Lúc dột sao? Lúc dột thì nó dột nó cũng tạt vô. Ừ. Thì phải lấy cái miếng miếng để mình che qua thôi. Miếng cao su che qua. Có khi nào mưa nguyên đêm rồi ngủ không được luôn không? Có. Có hả? Ừ, ngủ không được là phải co go lại. Ừ. Chắc Tường thì cũng rất là ít tiếp xúc với người ngoài do là phải đi một khu bắt dạ, để... Bây giờ chắc có lẽ là Tiết nè. Tiết ơi. Dạ, à, con á, hồi lúc mà con nhớ cái nhà cũ của mình á. Dạ. Thì mưa dột nó như thế nào không? Dạ nó tạt vô, có nhiều lúc ngủ không được phải lấy cái miếng cao su nó che lại chút. Ừ. Có khi nào mưa tạt nguyên đêm nghỉ ngủ luôn không? Dạ có. Ừ. Nó tạt nằm ở đây mà nó tạt vô không ngủ được, ướt nhẹp à. À, ướt mình luôn hả? Dạ. À. Có chỗ nào khô ráo không hay là tạt hết luôn? Dạ có nhiều chỗ khô nhưng mà mấy chỗ đó nằm không có được. Ừ. Nằm không có được. Dạ. À. Là cả gia đình mình phải thức hết luôn. Dạ. Ờ, lúc đó con cảm thấy là con sợ hay là như sợ nhà mình sập xuống gì không? Dạ cũng có nữa. Ừ. Sợ sập xuống không có nhà ở. Sợ sập xuống không có nhà ở hả? Dạ. Rồi có bao giờ mình nghĩ là tại sao số phận của mình lại khổ vậy không chứ? Dạ không nghĩ gì hết. Ừ. Không nghĩ gì hết. Dạ. À. Lúc đó mình buồn mình có khóc không? Dạ không, con không có khóc. Con không khóc? Dạ. À, sao không khóc? Ai cũng có nhà cao cửa rộng mà mình ngay tại cái chỗ ngủ của mình á cũng không có nữa mà mưa ướt hết à. Dạ. Ừ, sao không buồn? Dạ con không có buồn. Con không có buồn. Dạ. Ừ. Con đi học á thì mấy bạn hay là cô á kêu viết một bài văn nói về gia đình của mình, nói về ngôi nhà của mình. Thì con sẽ tả ngôi nhà của mình như thế nào hả Tuyền? Ngôi nhà của con cũng ở được à. Ừ. Ngôi nhà nào ở được đâu? Ngôi nhà trên trời không ở được được. Ừ. Còn ngôi nhà cũ? Ngôi nhà cũ thì nó tan nát chưa à. Nó tan nát hết rồi. Có khi nào mình ước muốn mình có một cái ngôi nhà lành lặn hơn tí xíu không? Dạ, có. À, nếu như được biết văn thì con sẽ nói như thế nào? Giống như là... Con có cái nhà cũng hơi êm êm à. Êm êm là sao chú không hiểu? Là giống như là cái nhà kiểu như ở tạm cũng hơi được được á. Ừ.
Bà ơi, sao bà muốn khóc vậy? Không có gì. Mỗi lần mưa xuống là con sợ không? Sợ. Sợ gì nhất? Sợ là trời gầm sấm sét. Sợ trời gầm sấm sét, có sợ mưa ướt không? Cả có. Có hả? Con lớn như thế này nè, tắm ngoài kia kìa, đi vệ sinh không có chỗ đi vệ sinh nữa, lại đi vệ sinh không giống như các bạn nữa, thì có khi nào mình ước có được một cái ngôi nhà mới, có nhà vệ sinh mới không? Dạ có. Ước như thế nào? Con ước là có một ngôi nhà với một cái nhà vệ sinh để tắm rửa, đi vệ sinh nữa. Mấy ngày nay mưa là có đi tắm có bị mắc mưa không? Dạ cũng có nữa. Vừa tắm có khi nào vừa tắm rồi hoặc là vừa đi vệ sinh thì mưa dữ không? Dạ cũng có. Hồi sáng này là ai nấu cơm? Dạ anh con. Anh con nấu cơm, nấu ở đâu? Dạ con để cái nồi điện đó chứ. À còn đồ ăn? Đồ ăn thì ngoại con mua về thì con làm. Ừ, con làm ở đâu? Dạ con làm ở đây, làm xong rồi về để nấu đây một chút. À cái bếp củi còn coi che lại rồi đó. Dạ. Nấu xong là coi che lại liền. Dạ, để cho không có mưa nó tạt xuống ướt á. À. Không có... Ăn cơm chưa? Dạ rồi. Đâu cho chú vô coi thử được không? Dạ. Dạ bà ở đây con đi coi bạn Tiết ra. Đâu cái nồi này là bếp của con đâu đây đúng không? Dạ. Đâu mở ra chú coi coi. Dạ. À cái này là mới nấu hồi sáng đây đúng không? Dạ. Mới nấu hồi sáng là con nấu ở đây. Con biết nhóm lửa luôn hả? Dạ. À hồi sáng là con nấu món gì ở đây? Dạ con chiên trứng ở đây. Con chiên trứng ở đây ha. Dạ. Đâu ăn cơm gì cho chú coi với. Xíu. Là thông tin với cô bác anh chị là bé phải ở một cái ngôi nhà đậu của người cậu ha. Đây là chú nồi cơm điện chưa có nấu nữa, sáng nấu hết rồi chưa nấu nữa. Rồi trứng đâu? Dạ trứng mẹ con nấu đây. Đâu rồi? Đây này chú. Không, trứng kho kìa. Dạ. Trứng kho kìa. Con đâu có kho trứng, con chiên. Chiên trứng rồi. Dạ. Cái chảo chiên đâu? Cho chú coi với. Dạ cháo chiên con rửa rồi chú. Rửa rồi ha. Dạ. Ừ. Cái này cái trứng. Ừ. Đồ của con là máng ở đây đấy hả? Dạ. Đồ của con hay của ngoại? Dạ đồ của mẹ con với anh con. Máng ở tại chỗ này. Dạ. Mưa rồi tạt rồi sao tí? Mưa tạt thì ướt để hết mưa rồi con đem ra con phơi cho nó khô. À. Dạ. Còn đồ này? Dạ đồ này cũng là đồ mặc nhưng mà máng ở đây chỗ đó hết chỗ nên phải máng ở đây. Ừ. Cái giường này là ngày xưa là của con hay là của ngoại? Dạ là của con với ngoại với em con nằm đây nè, lấy giường này nằm. Nhưng giờ nó hư nên để đây rồi. Ừ, nó hư luôn rồi đúng không? Dạ. Ừ. Rồi ra đây đi con. Dạ. Thì những cái chiếc giường được bố trí như thế nào hả bà? Dạ. Ở trong đó là một qua đây đi bà. Dạ, ở đây là một cái giường. Ở đây là một cái giường. Rồi, ở trước. Cái nhà trước này là một cái giường nữa. Dạ. Rồi, bên đó thì có một cái cổng xe của người Khmer. Dạ. Cái rạc xe. Dạ. Cái rạc nhỏ thôi. Dạ. Rạc nhỏ là để cho ông nội nó nằm, nhưng mà ông là ông phố của con này. Dạ. Rồi mà ông mất lâu rồi. Dạ. Cái rạc đó là không có xài, đó là chỉ có hai cái giường thôi. Dạ. Đó. Chỉ có hai cái chiếc giường thôi. Dạ. Hai. Dạ, còn nhà vệ sinh này là cất lâu chưa? Nhà vệ sinh này thì đất cũng từ lúc mà nó làm cái loại cất cái nhà tình thương đó. Ừ. Thì thằng em nó thấy vậy nó mới xin mấy cục gạch nó xây cái đó, hay là nó mua nó làm gì cái đó không thì cũng không biết, con cũng không biết. Dạ. Rồi con vô đây đi con gái. À, thông tin với bà là ngày hôm nay là cũng hơn một tuần con quay trở lại đây. À, xích vô đi. Con đi cùng với lại anh thợ hồ xuống đây để khảo sát cái mặt bằng của mình để cất cho mình một cái ngôi nhà và một cái nhà vệ sinh mới. Bà chịu không? Mừng lắm. Mừng lắm. Mừng là mình được sắp sửa được cái nhà vệ sinh. Là mình không còn gì mong muốn nữa. Mơ ước được bao nhiêu đó thôi. Ở nhà ở đậu thì nó nay làm đêm ngủ cũng suy nghĩ, cũng đắn đo, cũng biết ngày làm lỡ ngoài đường. Ừ. Cũng lo sợ.
Bà muốn cái ngôi nhà như thế nào? Dạ, muốn biết mấy cô, mấy bác, mấy anh chị cho sao thì ở vậy. Cho nhỏ ở nhỏ, cho tốt ở tốt, cho sao ở cũng được, nếu có cái nhà là mình. Là cho ngôi nhà sao cũng được, miễn có chỗ trú mưa, trú nắng thôi. Dạ. Chứ không cần ngôi nhà to, không cần ngôi nhà bự. Dạ, không, không. Tiết, con muốn ngôi nhà như thế nào? Dạ, con cũng không biết mấy ngôi nhà sao ở được thì chú. Hả? Nhỏ hay to gì cũng ở được hết chút. Dạ hả? Dạ. Có muốn ngôi nhà tường không? Không thì vẫn không thôi. Hả? Dạ không. Sao vậy? Dạ, nhà tường tốn tiền lắm chú. Tốn tiền lắm hả? Dạ. Ừ. Còn tiền con muốn ngôi nhà gì? Ở tạm tạm cho ngoại vui, mà con có vui không? Cũng có vui. Cũng có hả? Dạ. Sao mà ở tạm tạm thôi, mình không muốn một lần ước muốn lần khó, mình ước cho nó bự bự luôn. Nhưng mà mất tiền lắm chú ơi. Mất tiền lắm. Mất tiền lắm hả? Biết nhiêu tiền không mà mắc? Mấy trăm ngàn thôi. Mấy trăm ngàn. Từ nếu như mà các cô các chú chung tay nhau á, là mình không còn đi vệ sinh ở trong cái bọc nữa. Mình không còn tắm ở ngoài trời mưa nữa, thì con có vui không? Vui. Vui như thế nào nói chú nghe. Vui thì con làm sao, con nhổ tay thì sao? Vui thì con cũng có vui. Rồi nhổ tay. Con có nhổ tay. Con thấy quần áo của các bạn mặc là hình như là người ta cho hay sao bà? Dạ cho không, toàn bộ là đồ ở đây mặc mấy đứa nhỏ chứ của tôi rồi là cho không á. À, tại vì mấy bạn mặc đồ không có đồng bộ nhau. Dạ, không có mua, cho không à. Ừ. Nhưng tôi mặc cái đồ này mấy người nó nói trời ơi bà già không chết thằng mặc cái đồ giống như nít nó thật lại cho nhìn mặc cái đó chứ. Của ta cho mà, nó phải của mình mua rồi. Có mặt thằng đây rồi. Tường muốn ở nhà sao? Được rồi chứ. Gì? Miễn sao ở được rồi chứ. À, miễn sao có ngôi nhà ở được là được hả? Dạ. Chứ mình không cần ngôi nhà lớn gì hết á. Dạ. Lớn rồi nhà mình lại không có nhà, đi lại nhà bạn có nhà thì mình thấy là mình cảm thấy mình tuổi không ta? Dạ. Sao vậy? Có nhà sao phải ở vậy? Có nhà sao ở vậy? Chung quy một câu á, là cả bốn bà cháu luôn là nói một câu rất là động lòng. Cho nhà sao thì ở vậy, có nhà là ở được rồi, không cần nhà to nhà bự vậy trơn ha bà ha. Yeah. Đi bán vé số thì thấy người ta có nhà có cửa, con cháu đồ đầy đủ để nuôi dưỡng, mà tới tuổi này mình vẫn còn đi bán vé số thì chắc không, buồn chứ. Tôi không có buồn dụ nhà cửa đâu, nhưng mà tự nhiên tôi cũng có buồn có cái là người ta cũng đồng thời một tuổi với mình, mà người ta có nhà có cửa có đất có đai. Còn như cô cũng có con có cháu cũng một tuổi người ta, mà cô thấy từ đó đến giờ cô không thấy cô không được sung sướng được ngày nào, mà cũng được thảnh thơi ngày nào như ngày lấy cũng phát mệt, thì kiếm gạo kiếm đồ ăn kiếm tiền nuôi con như cháu. Con chỉ buồn là buồn vậy thôi chứ không có buồn gì hết. Nói tới đâu là bà cụ cứ khóc đến đó à. Thôi bây giờ không có khóc nữa. Mai mốt là tuần sau tụi con sẽ cố gắng với sự chung tay của quý mạnh thường quân á, sẽ hỗ trợ cho bà có một cái ngôi nhà mới. Nó không có tốn nhiều tiền. Và đặc biệt là phải có những nhà vệ sinh á, đối với các bạn trẻ như thế này nè, là bạn gái như thế này nè, cái việc mình ngôi nhà vệ sinh nó quan trọng lắm. Nên là nữ là khi mà cắt nhà, cô bác của anh chị, Bùi Hồ sẽ cố gắng làm một cái nhà vệ sinh nó kiên cố hơn tí xíu, và sẽ hỗ trợ cho bằng, trước mắt là sẽ hỗ trợ cho bằng bà một cái ngôi nhà cuốn nền và cắt tiền chế từ từ, giống như nhà của chị dưới vậy. Dạ. Bà chịu không? Cắt dạ. Ở trên là cắt tôn, ở dưới là dán gạch được không? Dạ được. Mình dưới lắm đó. Nếu là mình thì ở mình bây giờ cả đời tôi cũng chưa biết chắc được cái gì lót gạch nữa. Chỉ biết lót đất, đi nền đất thôi. Đi nền đất không à.
mà gạch mưa xuống là cái nước ướt là đi dính sình ở giò ở chân á. Dạ. Gạch không có dán gạch á, đất á là đi mưa xuống là nó đi dính. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đó như cái nhà cho nó, mình nhà nó cũng dột. Mỗi lần nó động dũng hầu như không thôi. Nó lỗ 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 vậy là nước mưa nó dột xuống thấp á. Bà nói là ngôi nhà chỉ cần có cái mái trên này, ở dưới khỏi cần dán gạch cũng được nữa. Tại vì trước giờ là cứ là nhà đất suốt à. Dạ. Đâu có ở nhà gạch đâu. Dạ. Bây giờ mình nghe nói cho ở nhà gạch, nhà đá là mình rồi. Nhà gạch, nhà đá. Dạ. Nhà dạ. Tường, nhà tôn. Nhà tôn. Nhà tôn, nhà đá. Dạ. Mừng mình, giờ chắc mừng dữ lắm dạ, đó bà. Mình không biết nói sao luôn. Anh Hợp ơi, chắc qua đây tí anh Hợp. À, thưa với cô bác quý chị thì Bùi Hồ cũng đang nhận sự ủng hộ của từ quý Mạnh Thường Quân. Và hiện nay thì Bùi Hồ cũng đang nhận sự ủng hộ cho gia đình của bà. Thì cũng nhận đến đâu thì mình sẽ cất đến đó cô bác quý chị. Và bảo đảm với cô bác quý chị là sẽ có được một ngôi nhà cho bà. Cũng mong sao khi mà có được ngôi nhà thì cũng có một ít vốn để mà hỗ trợ cho các bé nó có đầy đủ hơn tí xíu. Tại vì có nhà thì cũng phải có một ít gì đó để làm một cái sinh hoạt sau này. Tại bà tuổi thì cũng lớn. Bà có bảo hiểm y tế gì không? Không có gì. Anh Hợp ơi, bây giờ là ngày hôm nay là thứ ba. Thì nếu như mình khảo sát xong thì tuần sau mình cắt được không anh? Được ha. Ở trên cũng đùn công việc cũng sắp xếp xuống cắt cho bà. Nãy giờ nghe bà tâm sự anh thấy sao? Hay quá sốt. Quá số hả? Nếu như mà ngôi nhà cắt cuốn nền rồi làm tiền chế luôn thì bao nhiêu ngày sẽ hoàn thành? Chắc cỡ 8 bữa hoàn thành. 8 đến 10 ngày ha. Để bà có được ngôi nhà thì cũng nhờ sự chung tay của quý cô bác quý chị Mạnh Thường Quân. Và để biết được hoàn cảnh của bà thì cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình của anh chị Tâm, là người dân địa phương ở tại ngay tại chỗ này. Và thời gian tới con thông tin với bà khoảng thứ hai tuần sau thì các anh thợ này sẽ xuống làm cho bà ngôi nhà mới. Yeah. Là anh này anh sẽ làm nè. Yeah. Đó, anh làm sai sai về bà la anh. Không dám la nhận mình thì không có nhà ở. Là sao bà nói bà không dám la gì hết kìa. La đi không sao đâu. Con cháu không à. Mình thì không có nhà ở. nói nghe cũng thương ghê, buồn ngùi quá ha. Bà cố gắng, tụi con hứa rồi và cũng có sự hỗ trợ giúp đỡ của anh Tâm cũng như ở đây, chính quyền địa phương ở đây thì tụi con sẽ cố gắng làm cho bà ngôi nhà hoàn thiện nhất ha. An tâm về điều đó. Rồi có nhà mừng không? Mừng lắm, mừng lắm, mừng lắm, mừng lắm, mừng lắm. Sau này tụi em lớn lên có muốn đi học nghề gì để lo lại cho bà không? Nói con muốn học nghề, không có biết chữ gì hết á, không được đi học luôn. Dạ đâu biết chữ á, chú Hồ. Biết luôn hả? Dạ biết hết luôn, không biết cái này biết hết. Ôi trời ơi. Con biết chữ luôn hả? Dạ. Có được đi học không? Dạ. Không có được đi học. Ra ai dạy? Dạ thì đó thì chị ba con dạy. Đâu con vô lấy một cái cuốn sách nào cho anh Tường đọc coi. Xích vô đây đi, xích vô đây đi, nắng quá. Ôi trời ơi, không đi học mà biết chữ hết luôn á. Ghê không? Chứ nào cũng biết. Nhậu đi. Mình học chữ mình có lợi ích gì đâu, mình dạy chi á bà? Dạ dạy cho nó biết, nó học ít lắm người ta. Nó không biết chữ rồi lỡ khi sau này nó có như là bà ngồi đi, mình sợ bà ngồi tính sổ phách hay gì rồi nó không biết, nó nghiệt nó. Ngày xưa giờ không có đến trường lần nào luôn? Dạ không. Không đến trường lớn, mà biết chữ luôn. Hai đứa lớn này là nó không có đến trường, có mình nhỏ nhỏ này. Trời ơi trời. Đâu con đọc bài này thử coi. Bài này nè. Nhìn các bạn đá bóng, gấu con rất muốn chơi cùng, nhưng thấy gấu con có vẻ chậm chạp và đá bóng không tốt nên chưa đội nào muốn nhận cậu. Gấu à, cậu làm cầu thủ dự bị nhé. Thủy nói gấu con hơi buồn nhưng cũng đồng ý trong khi chờ được vào sân. Gấu đi nhặt bóng cho các bạn, gấu cố gắng chạy thật nhanh để các bạn không phải chờ lâu. Thôi được. Bạn này cũng không có được đi học luôn nha. Bạn này cũng không được đi học nhưng mà đọc chữ cũng đâu đọc bài thả diều cho chú mấy chú cô chú nghe. Thả diều, cánh diều lo gió, sáu nó thổi vang, sao trời trôi qua, diều thành trăng vàng, cánh diều lo gió, tiếng nó trong ngần, diều hay chiếc thuyền trên trôi trên sông ngân. Thôi được rồi. Quá giỏi cô bác anh chị. Bà ơi, sao mà đi mò cua bắt ốc mà bà cho biết chữ học chi vậy?
Dạ, tự nhiên lớn nay nó cũng hay lịch sử. À. Chỉ có cái là không được đến lớp thôi. Dạ. Không đến lớp là vì không có tiền. Dạ, dạ. Nên không có đến lớp được. Rồi rồi ở nhà mình học chữ là ai chỉ ai, nói cho chú nghe với. Chị ba con. Chị họ, chị họ. Chị họ con chỉ cho ai trước nè? Chị cho con. Con trước rồi con chỉ cho lại em con, của con. Chị con chỉ cho hai người. Chỉ cho hai người luôn. Rồi ngày xưa học rồi mình ở nhà học rồi, rồi mình chỉ xong rồi sao mình nhớ được, mình có thời gian đâu mình học. Dạ con nhớ, con nhớ được. Có gì con nhớ. Lâu lâu con đem ra con đọc lại. Vì sao con lại đọc học chữ trong khi đó là mình không có đi đâu, mình cứ tối ngày vô đồng. Dạ, con đọc cho biết với người ta. Biết với người ta. Con sợ mình không biết chữ hay sao? Dạ không phải, đọc cho hiểu mấy cái bảng ngoài đường. Để chi? Cho hiểu mấy cái bảng ngoài đường. Cho hiểu với mấy bảng ngoài đường nữa. Dạ. Rồi con học biết chữ để có dự định là sau này mình đi học nghề gì không? Dạ có. Tính học nghề gì nói chú nghe. Dạ có, chứ chưa biết học nghề gì hết. Ừ. Từ năm nay là 14 đúng không? Còn Vi là 13 đúng không? Ờ, Tuyết chứ 13. À, đối với lại các bạn ở đây thật ra là hiện nay là Bùi Hồ rất là khâm phục luôn. Hai bạn này không được đến trường nhưng mà vẫn biết chữ. Cái con đường đến trường đối với bạn nó xa lắm. Tại vì không có đủ, ở gia đình không có đủ điều kiện để đi học mà để hy sinh cho em út của mình học kìa. À, phải nói là thương bà nữa. Dạy để cho biết chữ, để ra đường người ta không có gạt mình. Cái câu nói của bà làm cho Bùi Hồ cảm thấy rất là xúc động. Mặc dù con đường đến trường xa như vậy á, nhưng mà con chữ lại gần ở trong cái ngôi nhà này. Con chữ đối với các bạn, các cháu, các bé ở đây á, đều biết hết à. Rất là khâm phục luôn cô bác của anh chị. À, thương bà nữa. Dù sao cũng phải cho cháu của mình biết chữ, các bạn ham học nữa. Cũng mong rằng video clip này sẽ lan tỏa đến những bạn, những cô, những chú, để mà có thể chia sẻ những cái yêu thương đến hoàn cảnh gia đình rất là tội nghiệp như thế này. Lần đầu tiên mà Bùi Hồ từng đi dạy mà cảm thấy rất là khâm phục về những ý chí học tập của các bạn. Cũng mong là một tương lai nào đó tươi sáng cho các bạn sau khi có được ngôi nhà mới. Và thông tin với cô bác quý anh chị, đến thời điểm này thì Bùi Hồ cũng đang nhận hỗ trợ cho ngôi nhà của bà cụ cùng với lại ba người cháu. Để có được một ngôi nhà khang trang hơn cũng là nhờ sự chung tay góp sức của cô chú quý anh chị Quý Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là tuần sau các anh thợ sẽ xuống tiến hành khởi công cho bà luôn. À, xin chân thành cảm ơn tất cả, cũng như là cảm ơn bên đội anh Hợp với anh Vũ đã hỗ trợ đồng hành với Bùi Hồ trong những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là danh sách Quý Mạnh Quân ủng hộ bà để các nhà thì Bùi Hồ sẽ công bố sau. À, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Vui lên nha bà, chuẩn bị có nhà rồi, tầng nữa thôi. Dạ. Rồi, chú gửi.